Dù camera an ninh đã báo phát hiện có chuyển động, thế nhưng chỉ trong giây lát, tên trộm đã đột nhập vào trong. 8 chiếc laptop cùng số tiền gần 3 triệu đồng của một cơ sở kinh doanh đã biến mất ngay sau đó. Trong vòng 2 tháng, quận Cầu Giấy đã có hơn chục vụ trộm đột nhập nhà dân lấy cắp tài sản lên tới 500 triệu đồng. Dù bị camera an ninh ghi lại hình ảnh, nhưng rất khó để tìm manh mối. Chúng hay đeo găng tay này, rồi đeo khẩu trang này, đội mũ. Nên cái việc mà nhiều có những gia đình, có những người dân, mặc dù có lắp đặt camera quay lại hình ảnh, nhưng cái việc mà nhận dạng ấy, cái đối tượng ấy, thì rất khó khăn cho cơ quan điều tra. Sau nhiều ngày mật phục, đối tượng có biệt danh là Mèo Đen này đã bị lực lượng cảnh sát hình sự quận Cầu Giấy bắt quả tang cùng tang vật khi đang gây án. Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận thường đi thăm dò các hộ gia đình có tài sản nhưng sơ hở, sau đó chờ khi người dân ngủ say sẽ trộm cắp tài sản. Thường xuyên là diễn ra vào tầm khoảng độ 3 giờ, 4 giờ và 5 giờ sáng. Nhiều vụ là có tài sản giá trị lớn. Nhưng mà đối tượng cũng chủ yếu là chọn vào là tiền vàng, điện thoại và máy tính. Công an quận Cầu Giấy cũng cảnh báo người dân cần có biện pháp bảo vệ tài sản như khóa cửa, gia cố hệ thống tường rào, lắp chuông cảnh báo nhằm ngăn ngừa trộm cắp tài sản. Cơ quan công an cũng thông báo ai là nạn nhân của các vụ trộm trên địa bàn thành phố Hà Nội, nếu trích xuất qua camera mà có đặc điểm đối tượng trùng khớp, hãy liên hệ với công an quận Cầu Giấy để mở rộng vụ án, thu hồi tài sản đã mất.